Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. Hôm nay mình lên video với một em lân mọi người ạ. Đây là một con lân đực gốm Kutani mọi người nhé. Con lân này là khá là to đấy mọi người ạ. Con lân này cao 45cm. Đây, bây giờ mình đo cho mọi người xem này. Con này cao 45cm nhé mọi người nhé. Chiều cao 45cm. Còn chiều ngang của nó vào khoảng 26 mọi người ạ. Chiều ngang 26. Mình đo chiều sâu cho nó bao nhiêu nhá. Chiều sâu 36 mọi người ạ. Một con lân này thì khá là to mọi người. Nhưng mà nó có một chút bị lỗi ở đầu nó đây mọi người. Đây, em quay sát lại cho mọi người. Ở cái núm này thì nó hơi bị bạc một chút màu ở chỗ này nhé mọi người nhé. Nhất là nó bị bạc ở chỗ này và cái chỗ này nó có một cái vết cháy ở đây mọi người này. Đấy, một vết cháy ở đây. Và một vết bị xước bạc ở chỗ này. Đấy, còn ngoài ra thì là nó không bị ở chỗ nào nữa cả mọi người ạ. Con lân này thì là nó có kèm thêm một cái miếng đệm đỏ này nữa mọi người. Đấy, bây giờ mình bỏ này ra đã. Đấy, đây mọi người. Bây giờ mình cho mọi người xem cái chuyện của nó nhé. To quá. Đây mọi người, chuyện Kutani mọi người nhé. Đấy, chuyện Kutani. Con này nặng lắm mọi người ạ. Con này nặng 7 cân mọi người nhé. Mình cân rồi, nặng 7 cân. Nói chung là khá là đẹp luôn mọi người. Đây, em quay từ cái chỗ chân này lên trên mặt này xong rồi để xong rồi tí nữa anh quay lại cho mọi người xem. Mọi người ai mà thích xem video mình mà muốn mua con lân này thì mọi người liên hệ với mình qua số điện thoại là 0962 949 668. Số điện thoại của mình thì mình đang để ở Việt Nam thì ở nhà thì bố mẹ mình dùng số điện thoại đấy của mình. Nhưng mà các bạn nếu mà muốn liên hệ với mình thì các bạn hãy kết bạn Zalo bằng cái số điện thoại đấy thì mình chỉ có dùng Zalo thôi. Còn bên này thì mình không dùng được điện thoại về số điện thoại Việt Nam mọi người ạ. Thế nên các bạn nào ai muốn mua thì cứ liên hệ với mình qua Zalo mọi người nhé. Đây mình để mình bén ngay lên quay quả cầu cho mọi người xem này. Quả cầu nói chung là không bị vết gì cả. Mọi thứ ok hết. Có ngoài hai cái điểm mình vừa nói với các bạn thôi. Còn đâu là ok hết. Đây, quay ra bên này nữa cho mọi người xem nữa. Đấy, mọi người ấy, toàn bộ họa tiết vẽ rất là đẹp luôn mọi người. Xoáy rất là nhiều luôn, nhìn nó rất là mạnh mẽ. Mọi người ai muốn sưu tập lân này để cho gia đình may mắn, trừ tà mọi người nhé. Làm ăn phát tài phát lộc. Đấy, nhìn con lân trông rất là khỏe phải không mọi người? Cơ bắp này, cơ bắp quần quận này, xoáy, họa tiết vẽ rất là đẹp luôn. Thực ra là con lân này mình thấy rất là đẹp đấy mọi người. Tuy nó không thể, thực ra là nó cũ mà nó cũng khá lâu rồi nên là thực ra nó không thể tránh lỗi được. Nó có một chút lỗi thì thực ra nó một chút lỗi nhỏ trên này thì thực ra nó không vấn đề gì mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy đẹp chưa? Đây mặt nó này, trông rất là dữ dằn luôn. Đấy, mặt mũi quá là ok luôn. Đây nó có thêm một cái miếng vải nữa đặt lên. Đây mình mua được cả bộ của nó như này, đặt trên miếng vải đỏ như này. Đấy, mọi người nào ai mà muốn mua con lân này thì mọi người cứ liên hệ với mình nhá. Mọi người liên hệ với mình qua số điện thoại là 0962 949 668. Liên hệ với mình qua Zalo mọi người nhá. Đây, mình quay lại một lần nữa ở đằng sau cho mọi người xem này. Quá mạnh mẽ luôn mọi người. Thôi mình xin phép mình chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ai muốn mua thì cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé.
Ôi, mình xin chào tất cả mọi người và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.